Chào các bạn, mình là Kèn đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cách để mà nói chuỗi lại với nhau, hay còn được gọi là các dòng dữ liệu string, qua cách để định dạng giá trị string nha. Và nếu các bạn thấy thích video này, các bạn có thể nhấn like và subscribe để ủng hộ mình, để mình có thêm nhiều động lực để làm video. Và nếu các bạn có ý kiến gì sau khi xem video này thì các bạn có thể vào phần comment và bình luận một vài ý kiến hay câu hỏi gì đó để mình có thể phản hồi và trả lời thực hiện theo yêu cầu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. Thì việc nói chuỗi cũng là một trong những cái quan trọng trong những lĩnh vực như là phần scientist. Thì đầu tiên mình sẽ trả lời hai chữ biến. Đầu tiên là biến A gửi là hello. Kể đi. Là bơ là bạn. My name is Kian. Rồi. Chúng ta thấy như vậy đúng không? Giờ chúng ta thử. Chúng ta đã biết là string là dùng để in rồi. Chúng ta in biến A là. Đây nó ra biến A là hello. Tại in biến bơ. Nó ra my name is Kian. Nhưng giờ mình muốn theo ý của mình là hai cho hai cái biến này ấy, nó đối lập với nhau thành một dòng và nó đọc cùng một lúc luôn. Nó đọc cùng một lần. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Vậy sẽ có rất nhiều cách. Cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ đỡ hai cái biến ở đây. Qua chúng ta đỡ một dấu toán tử và chúng ta ai cũng hay biết đó chính là dấu cộng. Thường dùng để nói số, nhưng trong lập trình này đối với dữ liệu string thì nó sẽ nói lại cho nó không có cộng số lại như 1 cộng 2 bằng 3. Mình nó sẽ là 1 cộng 2 bằng 12. Như vậy á. Và khi mình in ra, nó lại ra kết về như mình mong đợi. Hello, my name is Kia. Và nếu có cách khác thì các bạn có thể đỡ dấu phẩy như thế này. Đây hành hello, my name is Kia. Nhưng nó chỉ khác với dấu cộng một điều là nó sẽ đỡ một dấu dấu khoảng cách ở đây, đỡ phân biệt được hai giá trị, nên là mình không cần cái phần khoảng trống này về vậy. Còn nếu mà mình đỡ dấu cộng thì nó sẽ nói lại luôn, nó có đỡ dấu chấm, dấu space hay là khoảng cách ở giữa hai cái đó được phân biệt như vậy đó. Nhưng chúng ta sẽ thường hay dùng dấu cộng hơn, bởi vì dấu phẩy này nó cũng được sử dụng nhiều, nhưng mà tùy theo nhiều, nhưng mà dấu cộng sẽ được dùng theo nhiều trường hợp khác nhau. Dấu phẩy nó có một cái điểm bất lợi, nó sẽ đỡ một cái dấu khoảng cách ở giữa. Một khi mà chúng ta có những trường hợp mà không muốn dấu cách nhưng nó vẫn đỡ dấu cách thì nó sẽ hơi bất lợi. Đây nó sẽ đỡ dấu cách. Còn cái lợi của nó khác với cái dấu cộng mà nó có lợi, đó chính là chúng ta có thể đỡ những cái biến có dữ liệu khác vô và nó vẫn cộng lại, nó vẫn nói lại. Thế là đặt biến sơ thành 8 đi. Mình đỡ đây là I am. Giờ chúng ta thử phải bơ. Đầu giờ mình thử đổi A cộng bơ cộng sơ thì nó ra lỗi liền, bởi vì nó nói là cái dạng dữ liệu string không thể nói là cái dạng dữ liệu in trong cái trường hợp này được. Chúng ta đợi dấu phẩy vào như thế này. Đây chúng ta đợi dấu phẩy hết. Vậy khi chờ chúng ta sẽ thấy hello, my name is Kian, I am 8. Như vậy á, nó sẽ nói lại, mặc dù nó là ở dạng dữ liệu khác nhau nhưng chỉ đề cập phổ biến dành cho dạng dữ liệu string với in thôi, chứ nó không có đề cập phổ biến cho mấy cái kiểu dữ liệu khác như là dạng list hoặc là boolean và nhiều dạng khác. Nói chung là vậy đó. Giờ chúng ta, nhưng mà dấu cộng nó làm sao được dấu cộng mà nó có thể nói là những cái kiểu dữ liệu khác, thì chúng ta có thể làm nó một cách rất dễ dàng, đó chính là định dạng chữ. Thì trong những bài học trước, trong những video trước thì mình để cũng có hướng dẫn cho các bạn cách để mà chuyển đổi từ dạng in sang dạng string, là từ dạng số 8 chuyển sang lại thành số 8 nhưng mà thành chữ. Nhưng chúng ta không qua cái đó nữa.
bây giờ ai em vậy? Chúng ta cũng có thể làm y hệt như sơ bằng 8. Lâu đây cộng cho chúng ta đỡ thêm str vô viết tắt của string, để cho nó biến đổi thành string và nó thực cộng lại được. Như vậy nhưng chúng ta có một cách nhanh hơn để có thể làm như vậy. Thì mình lại biến sơ bằng 8 như bình thường. Mình đỡ hai cái dấu nhặt nhọn ở sau cái dòng bơ là I am ha. Rồi khi mình chạy thì nó sẽ bị lỗi. Mình bỏ dấu sơ đây đi. Rồi chạy nó sẽ có hello my name is Kian, I am với hai cái dấu nhạc cho nhạc nhỏ. Thì các bạn sẽ thắc mắc rằng nó là được dùng để làm gì. Thì nếu mà xin gửi theo cách đơn giản thì nó sẽ được dùng để đỡ mấy cái giá trị biến vô trong cái giữa hai cái phần nhạc nhỏ này, như đỡ hoặc gì đó vô trong cái hộp ấy, có ký hiệu. Vậy chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta tạo lại biến đơ đi cho đơn giản. Chúng ta ghi biến đơ lại thành bơ chống format rồi ta đỡ nhạc cho vô, ta ghi sơ và chúng ta chỉ cần e cộng đơ đi là đơ là nó chỉ hành bơ. Nhưng mà khi ra chạy thì nó sẽ có I am hello my name is Kian, I am 8. Đó, đó là cái điểm lợi của cái ham này. Ham này nó có cái nghĩa đúng nghĩa nó là nghĩa tiếng Việt là định dạng. Nên nó sẽ định dạng và cho cái biến nó vào trong dòng dữ liệu string. Như vậy nên ta có thể đỡ vô cái biến in vô trong này mà không cần phải tốn sức về việc đỡ dạng string hay gì. Nếu mà nó vé dài chúng ta có thể đỡ chữ ham swing nếu mà nó ngắn, nhưng mà nếu nó dài quá thì chúng ta có thể đỡ mấy cái đó vô. Hay vậy, I am a programmer, am a programmer, am a, đây giống nhạc vậy. Chúng ta có thể đỡ, chúng ta đỡ dấu phẩy, chúng ta ghi thêm là programmer, programmer đây. Chúng ta chạy, nó đã có chữ programmer, không cần phải đỡ đây vô. Mà các bạn thấy đỡ vô đây luôn cho nó chịu, hay vì phải làm vậy cho nó bất tiện. Thì nó có nhiều trường hợp giúp ích khi mà các bạn đòi hỏi cho cái hệ thống đòi hỏi dữ liệu từ người dùng. Người dùng nhập tên vô cái phần đăng nhập, người mật khẩu vô phần đăng nhập. Chừng khi nó thông báo ra thì nó phải làm sao để mà đỡ giá trị dạng string với in. Là tên với mật khẩu số hay tên tuổi ngày sinh gì đó vào trong dòng stream này được, nó có thể thông báo. Thì ta chỉ phải làm như thế này nếu nó dài mà. Nó cũng có, trong này nó cũng có tính năng khác như là chúng ta ghi I am good at coding, đại loại ví dụ vậy. Rồi I am good at coding. Rồi khi in ra nó chỉ bình thường vậy đúng không? Đó, nhưng mình bỏ mấy cái đây đi. Đây mình đợi cái nhạc ở đây. Đợi. Rồi chúng ta chạy thì nó chỉ ra vẫn như bình thường. Do chúng ta đỡ thêm cái coding ở đây ấy, là chúng ta sẽ cắt thêm số đây gắn với phần nhạc nhọn thứ ba, đây gắn với nhạc nhọn thứ hai, còn cái đầu tiên nó sẽ được gắn với nhạc nhọn thứ nhất như đang ship hàng đồ vô chỗ ngoài này. Nhưng đây cũng có thể chuyển nó sang chỗ khác bằng cách đỡ ba cái phần phần này vị trí trong cái nhạc nhỏ ấy, là ta phải điền hết mấy cái vị trí cụ thể vào. Cho nên ta mà bỏ sót cái đây lại, ví dụ như ta đỡ đây vị trí thứ hai đi, cái đây vị trí thứ một, còn cái đây không được vị trí thứ mấy, là cái máy không phải cái máy nó sẽ tự biết đâu, nó tự dịch chuyển nó vô vị trí thứ ba, nó sẽ báo tự động báo lỗi luôn. Chúng ta chạy đó, nó sẽ báo lỗi, nó vừa chuyển từ những cái vị trí cũ trở đây sang đỡ gắn vào, bởi vì cái này nó đã trống. Chúng ta đỡ số 2 vô thì nó mới chạy như vậy á. Còn nếu chúng ta đỡ số 1 ấy thì nó sẽ
không có béo lỗi, thay vì đó nó sẽ tự động tìm chỗ ngồi cho nó, ý là nhân nhân viên phục vụ ấy. Như vậy cái cách này nó sẽ rất là hiệu dụng khi mà chúng ta đang dùng để nhập dữ liệu như mình đã nói. Nhưng mình có cách rất là nhanh hơn. Đây là một cái mèo cho những người hay lập trình nhanh để mới đạt được mục đích của mình nhanh nhất có thể. Mình ghi chữ ghép này và mình đỡ hai dấu nhật kép này, nó phải là nó không được gọi là hẹp cho lắm, nhưng mà các bạn hãy làm cho mình. Chúng ta bỏ hết cái kia này này, giờ chúng ta đặt tên nha, A tên nè, không chúng ta đặt A là tên được biết là bằng 8 đi, rồi shop là bằng YouTuber, rồi hobby là bằng coding. Đây rồi, như vậy đó, giờ chúng ta đợi F trong đây đúng không, nó sẽ có một cái đặc điểm đặc biệt khi mình ghi như thế này. Hello, mình cứ ghi như bình thường đi. My name is Kian. Vậy rồi mình tạo thêm một biến là name đi, bằng Kian. Rồi mình cứ đợi giống ngặt kép như bình thường. Đây I am đợi cái kép tiếp. My shop is a YouTuber, nhưng mà mình đợi ngặt kép. Và my hobby is rồi mình đợi dấu chấm ở gì đây đó. Rồi giờ my name is chỗ đây ấy, chúng ta không cần phải đợi dấu ngặt nhọn, không có gì ở trong đây hẹp ghi thứ tự như thế này nữa. Chúng ta chỉ cần đơn giản, chúng ta là ghi đợi biến name này vô luôn, cụ thể tên của cái biến đó luôn, của I am A ấy, chúng ta ghi tên của biến A vô biến A đây à. Và còn my shop is là biến shop, là chúng ta ghi tên nó vô. Còn my hobby is, chúng ta ghi tên biến hobby vô. Và chúng ta bỏ cái biến A đi, bởi vì chúng ta để số biến A ngay từ ban đầu. Chúng ta khi chạy đó, nó sẽ chạy đúng theo chúng ta muốn. Hello, my name is Kian, I am 8. My shop is a YouTuber, my hobby is coding. Thì nó, thì cái lợi ích của nó là cái gì? Về đặc điểm của cái app này, nó không được gọi là hẹp cho lắm. Thì nó sẽ, nó cũng giống như là tạo ra một cái giá trị dữ liệu string, nhưng nó sẽ cũng định dạng nó, nhưng theo một cách tốt gọn hơn. Thì chữ F nó cũng có nhớ tách lại là format, có nghĩa tiếng Việt là định định dạng. Yeah, nó sẽ định dạng những cái dạng xuyên lại với nhau. Nhưng mà trong một cái dòng xuyên thôi. Đấy, cho nếu mà chúng ta bỏ sót vậy thì nó sẽ lỗi, vì nó nói hai cái ngạch nhọn này không có ai ngoài hết, không có cái biến nào ở trong này hết, thì nó sẽ hai cái ngạch nhọn này nó sẽ ở đâu đây, như vậy đó nó sẽ bị hủy luôn. Chúng ta phải đổi biến vô hạt, ta cũng có thể đỡ số 8 này vô ta chạy, thì nó sẽ tự động chuyển số 8 dạng in này sang dạng screen trong cái dòng này luôn. Nên chúng ta không cần nhất thiết phải là dùng hàm format cho chơi cho mệt. Nếu chúng ta có thể tạo ra một dòng như thế này là cho nó dở. Còn nếu mà chúng ta tạo ra một dòng hơi dài ấy, thì chúng ta cũng có thể sử dụng hàm format cho nó dở sử dụng. Nên cái này nó sẽ hơi dài, nhưng mà mình khuyên các bạn, một khi nó dài hay ngắn đến đâu thì các bạn thì mình cũng khuyến khích các bạn nên dùng cái app này. Đó là theo ý kiến riêng của mình thôi. Rồi thì đó là tất, thì vẫn có nhiều cách khác để chúng ta có thể nói chữ, nhưng đây là những cách để mà nói chữ và định dạng chữ phổ biến nhất trong thời của chúng ta hiện nay. Và giờ video đến đây cũng kết thúc rồi. Thì nếu các bạn thấy thích video này, các bạn có thể ủng hộ mình để cho mình có thêm động lực bằng cách nhấn nút like hay subscribe.
Vậy nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận để mình phản hồi lại ý kiến và đáp ứng yêu cầu của các bạn nếu có thể. Bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye.